Xin chào cả nhà yêu của Kem. Nay mình làm video về ca sĩ Pearl trang phục bạn bè nha. Này mình xem được qua bạn Tensi. Bây giờ bắt đầu nha. Đầu tiên là bạn Linh yêu. Bạn này phối đồ xinh. Đầu tiên mình thả một tin cho bạn đấy. Hình như trong lòng anh đã không còn hình bóng ai ngoài em đâu. Hằng đêm anh nằm thao thức suy tư chẳng nhớ ai. Chiều tối mặc màn đây luôn, ngực nắng hay là ngực gió biết anh thấy em tươi vui không buồn. Chỉ cần có thấy thế thôi mây xanh tràn hòa, thấy thế thôi vui hơn bao quà. Và bước kế tiếp anh lại gần hơn chút đó nha. Xong rồi nè mọi người, đến bạn tiếp theo nha. Mình phổ giống bạn cặp U nha. Dù một giây lúc này bạn này mình chưa ngược nên để tạo màu gốc nhé. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương. Có biết bao nhiêu điều còn đang vẫn vừa dành cho em, dành hết tận tình anh mất một đời. Đừng làm trái tim anh đau. Vậy thì anh xin chết vì người anh thương nên. Có biết bao nhiêu điều còn đang vẫn vừa dành cho em. Người tiếp theo này. Chọn chị Jin nha, đồ chị đẹp mà em không có canh tài giống chị. Không biết đường thoát ra làm sao, lựa một lời chào phải thật là ngầu nào. Nay từ đứng xa toàn mấy câu tào lao, lại gần một chút cho anh ngắm nhìn người vài phút say trong cơn mơ thiên đàng. Quên đi chuyện của nhân gian, hoa và trăng sao tan theo miên man. Nhiều lời rồi đấy nhé, dài dòng rồi đấy nhé, rồi cứ thế vòng lặp lại cứ thế, lại bối rối không sâu là đến tối. Nói luôn đi đời này chỉ cần mình em thôi. Dẫu em nhớ nhung sao trong lời nhạc, nước tiếng những áng thơ ngô nghê giờ dạt viết lên chuyện đôi ta và một ngày không xa ngày về chung một nhà. Nên làm ba bạn thôi. Bye bye mọi người nhé.